Theo giới chức y tế Palestine, 7 người đã thiệt mạng trong vụ tập kích của quân đội Israel ở thành phố Tubas và 2 người khác thiệt mạng ở thành phố Jenin, đều là các thành phố thuộc bờ Tây. Nhà chức trách thành phố Jenin cho hay, lực lượng Israel đã bao vây thành phố này, chặn các lối ra vào cũng như cổng bệnh viện, đồng thời phá bỏ cơ sở hạ tầng trong các trại tị nạn. Trước đó cùng ngày, lực lượng an ninh Israel đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào 4 thành phố ở vùng lãnh thổ bờ Tây bị chiếm đóng, gồm Jenin, Nablus, Tubas, Tul Karem. Quân đội Israel khẳng định hoạt động này nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố. Tình hình bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vẫn tiếp diễn.